Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, đến với hội thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, em xin kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em rất thích đọc sách hay xem báo về những tấm gương sáng vượt khó để đi đến thành công vinh quang như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Ngọc Ký, Trần Văn Thước, Nguyễn Công Hùng. Trong đó, người tôi ngưỡng mộ nhất là thầy Nguyễn Ngọc Ký, cái tên rất thân thuộc với bao thế hệ thiếu niên Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm và kiên trì. Sự quyết tâm kiên trì của thầy thể hiện rõ qua cuốn tự truyện Tôi học do chính thầy sáng tác lên 4 tuổi. Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay, 7 tuổi, tập viết bằng chân. Cả chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Và ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú. Viết bằng chân, cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học, tư vấn để vẽ lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó như biểu tượng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam noi theo. Cuốn tự truyện nói về cuộc sống gian nan, khó khăn và ý chí phấn đấu của cậu học sinh khi bị liệt cả hai tay. Chuyện bắt đầu vào những năm thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Chúng thỉnh thoảng câu Đại Bác khiến dân làng chịu biết bao nỗi cơ cực vất vả. Những pháo Đại Bác đã làm tan nát nhà cửa, nhiều người bị thương và nỗi đau mất mát nhất là cả cảnh mất đi người thân yêu của mình. Mỗi khi nghe tiếng súng giặc là dân làng tản ra những chiếc hầm ngoài đồng. Vào mùa đông, trong một lần trốn giặc, Ký đã bị cảm, cơn sốt ngày càng tăng, không thể mời thầy lang đến chữa trị vì bốn bên đều có giặc. Ba của Ký mời ông lang hàng xóm. 3 ngày trôi qua, Ký đã tỉnh lại, nhưng đôi tay bỗng nặng trịch, không thể nhấc lên nổi. Từ đó đôi tay Ký bị liệt khi mới 4 tuổi. Kể từ ngày Ký bị liệt cả hai tay là những chuỗi ngày buồn tủi, gò bó như một con chim non đang lúc tập bay bị gãy cánh, bị bạn chê cười là thằng què. Suốt ngày Ký quanh quẩn trong nhà, thấy đôi lúc chán nên ra sân đình, thấy tụi bạn chơi xôi, nổi Ký muốn lao vào dự cuộc nhưng không thể. Từ ấy, mọi sinh hoạt của Ký phải dựa vào bố mẹ hay các chị. Bây giờ nghĩ lại, Ký thương bố mẹ nhiều lắm, lẽ ra ít nhất phải giúp đỡ bố mẹ chén nước cái tâm, thế mà chả giúp được gì mà còn bắt bố mẹ hầu hạ đủ mặt. Hòa bình lập lại, đất nước hoàn toàn giải phóng, làng quê trở nên nhộn nhịp lạ thường. Mùa thu năm ấy, Ký phải xa cô Cương và trường mới, và cứ như thế từ lớp vỡ lòng đến khi tốt nghiệp trung học. Ký luôn là một học sinh giỏi, được thầy yêu bạn mến. Trong kỳ thi học sinh giỏi
toán lớp 7 của miền Bắc, ký đứng thứ 5. Lúc còn ở lứa tuổi thiếu niên, Nguyễn Ngọc Ký đã 2 lần được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của người. Em rất thích cuốn sách này bởi lẽ nó là một câu chuyện thực tế. Tuy khó tin về một cậu bé bị liệt lại có thể trở thành một thầy giáo ưu tú, nhưng tất cả lại là sự thật. Thầy đã dùng chân viết lại số phận của mình như một huyền thoại. Điều em tâm đắc nhất ở cuốn sách là nội dung, lời văn chân thật gợi nhiều hình ảnh thôn quê như bọn trẻ chơi ở sân đình làm nhiều người gợi nhớ tuổi thơ của mình. Em rất thích câu tôi sẽ chẳng bao giờ quên quãng thời gian ngắn ngủi đáng yêu. Những ngày đôi tay của tôi còn lành lặn, bây giờ nhớ lại, tôi ước gì được sống lại, dù chỉ đôi phút. Lần đầu em đọc đoạn này, em nhìn đôi tay của mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì nghĩ nếu mình là Ký thì mình sẽ như thế nào. Một cảm giác đau đớn thương tiếc bất chợt trong tim khiến em nhói lòng, thật đáng sợ. Điều tâm đắc thứ ba em thấy dụng ý tác giả viết cuốn sách này cho học sinh noi theo. Sự kiên trì vượt khó của tác giả qua những câu chuyện trong sáng, chân tình trong mỗi trang sách sẽ mãi là ngọn lửa thắp sáng cho tâm hồn bao thế hệ. Sau khi đọc xong cuốn sách nói về cuộc đời đầy khổ luyện và ý chí phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy tàn nhưng không phế Tôi Đi Học là cuốn tự truyện kể về chặng đường vất vả mà thầy Nguyễn Ngọc Ký đã trải qua. Vâng, nếu là đại sứ văn hóa đọc, em sẽ vận động người thân trong gia đình làm thẻ thư viện mượn sách đọc trong thời gian nhàn rỗi, tuyên truyền tới các bạn thường xuyên đến thư viện tìm sách đọc, tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách, cùng các bạn thường xuyên đến nơi nhiều sách để mua hay mượn về đọc như đến thư viện trường, các nhà sách trên địa bàn, cùng bạn bè, người thân đi xin quyên góp sách để làm đầy tủ sách trí thức. Tủ sách này sẽ được sử dụng miễn phí. Ngoài ra, các thành viên có thể tạo ra các buổi sinh hoạt để trao đổi với nhau về những cuốn sách hay đã đọc. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, hội thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 là một cuộc thi đầy ý nghĩa với mỗi học sinh chúng em. Em xin kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ.